Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Diệu Kỳ. Chúng ta lại được gặp nhau rồi đây. Các bạn thân mến, thế giới động vật bao la luôn đem lại một sự tò mò, phấn khích đối với con người. Và thế giới cũng đem lại cho chúng ta những loại động vật vô cùng dễ thương. Và tất nhiên thì cũng có những loài vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Và sự thú vị đó còn đến từ cách chúng sinh sản nữa cơ. Bên cạnh đó thì thế giới cũng đem lại cho chúng ta những thứ kỳ lạ và rất đáng để thưởng thức. Đó chính là những quả trứng. Trứng thực sự là một trong những nguyên liệu cơ bản và phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Và mọi sinh vật trên hành tinh bắt đầu như một bó tế bào sao chép bên trong những cấu trúc kỳ diệu này. Trong video ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng với Thế Giới Diệu Kỳ chúng mình tìm hiểu 8 quả trứng kỳ lạ nhất trên thế giới nhé! Đầu tiên, không thể không nhắc đến trứng gà đen như cục than, 1 triệu đồng một quả. Gà Ayam Simani có nguồn gốc ở đảo Java, Indonesia. Năm 1998, một người Hà Lan đã đưa giống gà đen xuất ngoại qua châu Âu. Nhờ đó mà loài gia cầm này đã được nhân giống ở một số quốc gia khác như Anh Quốc và Ba Lan. Thông thường, gà Ayam Simani nặng từ 1,5 đến 2,5 kg và có giá khoảng 2.500 USD, khoảng 55 triệu đồng. Đặc biệt là con mái có thể đẻ từ 60 đến 70 trứng trên một năm, mỗi quả trứng có giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Giống gà này đã không còn quá xa lạ với người chơi sinh vật cảnh ở Việt Nam vì đã được nuôi thành công ở một số tỉnh phía Nam và ngoại thành Hà Nội. Từ vài năm nay, loại gà này đã được một trang trại tại Hà Nội gây giống thành công. Giá bán ra thị trường dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng một con gà giống dưới 3 tuần tuổi. Theo một số người chơi, thì giống gà đen Ayam Simani quý ở chỗ đây là loại gà đen từ trong ra ngoài, tức là đen từ bộ lông, da, màu, mắt tới xương và nội tạng. Do những đặc điểm dị biệt ấy mà loại gà này còn mang tên gọi khác là gà mặt quỷ. Người phương Tây tin rằng khi nuôi gà đen Simani trong nhà sẽ mang lại nhiều may mắn, nó sẽ che chở, bảo vệ cho gia đình và giúp vượng thế trong làm ăn. Vì thế mà giá trị của loài gà này rất cao, ngay cả ở nước ngoài giá của nó cũng không hề rẻ. Chính sự độc đáo cùng với giá trị vượt trội đã thôi thúc các đại gia chơi gà trên thế giới đưa nhau săn lùng giống gà đen Ayam Simani. Không chỉ vậy mà người dân Indonesia luôn coi chúng như là một giống vật nuôi quý hiếm, quan trọng hơn những loài gà khác. Vì vậy, họ vẫn thường gọi với cái tên là gà Lamborghini, thương hiệu siêu xe nổi tiếng trên thế giới. Thứ hai, trứng cá mập. Lý do mà trứng cá mập nằm trong danh sách những quả trứng kỳ quái nhất trong thế giới động vật là bởi vì các quả trứng được bao bọc trong một túi nang mỏng được tạo thành từ collagen. Những túi nang này thường là hình vuông hay hình chữ nhật với những góc nhọn hay sợi dây. Một vài loài cá mập như loài Port Jackson có quả trứng hình xoắn ốc bảo vệ chúng ở trong cát. Trứng cá mập có thể bị đánh sạt vào bãi biển và thường có kích thước bằng bàn tay. Cá mập đẻ trứng và nuôi dưỡng trứng trong cơ thể của mình cho tới khi nở. Và có lẽ để cạnh tranh khốc liệt trong môi trường thật thì ngay từ trong trứng, những con cá mập con đã phải cạnh tranh với nhau rồi. Một vài quả trứng chứa nhiều con cá mập con và để đảm bảo chỉ có một con mạnh nhất được sống sót thì chúng thường ăn thịt lẫn nhau ngay từ trong trứng trước khi nở. Và tiếp theo, quả trứng gà hai màu kỳ lạ độc nhất vô nhị ở Anh. Ông Norman Duham, một thợ xây đã nghỉ hưu, nuôi gà hơn 50 năm qua và đã thu hoạch hàng chục ngàn quả trứng. Tuy nhiên, thì đây là lần đầu tiên Norman ở North Yorkshire, nước Anh, nhìn thấy một quả trứng gà hai màu như vậy. Quả trứng một nửa màu tối và nửa kia màu sáng, trông như ai đó tô vẽ lên, Norman nói. Norman kể rằng, ông ra trang trại thì phát hiện quả trứng kỳ lạ có 102. Ông đặt quả trứng vào giỏ và quay trở lại nhà. Ông nói với vợ rằng, bà đã bao giờ nhìn thấy thứ gì như này chưa? Và giơ quả trứng hai màu lên, bà vợ thực sự choáng váng trước quả trứng kỳ dị. Hiện tại thì ông Norman nuôi hơn 40 con gà mái trong vườn nhà. Vợ chồng ông thường dùng trứng gà trong các bữa ăn chính, làm bánh hoặc biếu hàng xóm. Ông Norman dự định sẽ lấy hết lòng trứng ra và giữ phần vỏ làm kỷ niệm. Thứ tư, trường hợp hy hữu, gà đẻ trứng xanh lạ kỳ ở Ấn Độ.
Hình ảnh trứng gà với lòng màu xanh đậm đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội ở Ấn Độ. Ban đầu thì người ta cho rằng hình ảnh là kết quả của công nghệ Photoshop, nhưng câu chuyện đằng sau đầy bất ngờ gây hoang mang cho các chuyên gia thú y và cư dân mạng. Akshya Budin, một người nuôi gà từ Malappuram, bang Kerala, Ấn Độ, đã xác nhận gà trong trang trại của gia đình đã đẻ ra quả trứng lạ khi luộc lên lòng biến thành màu xanh. Để chứng minh cho tuyên bố của mình, thì người nông dân trẻ tuổi đã đăng một đoạn video tự mình luộc một quả trứng và để lộ bên trong màu xanh. Anh cho biết cả gia đình mình đều ăn trứng luộc bình thường và không có triệu chứng lạ. Vị của những quả trứng này giống như trứng bình thường, không có gì khác lạ. Các chuyên gia từ Đại học Khoa học Thú y và Động vật Kerala đã đến trang trại của Sihabuddin để chứng kiến những con gà đẻ trứng lạ và lấy mẫu về phân tích trong phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Sankara Lingam cho biết, chúng tôi bắt đầu thực hiện một vài thử nghiệm để tìm hiểu lý do đằng sau sự việc hy hữu này. Đây là một hiện tượng hiếm gặp, nguyên nhân có khả năng xuất phát từ thức ăn. Và loại trứng đặc biệt tiếp theo đó chính là trứng cá tầm. Nhìn thì hơi kinh một chút thôi, nhưng đây chính là trứng của cá tầm và là một món đặc sản vô cùng đắt đỏ, vốn được gọi là vàng đen và nằm trong danh sách những món ăn đắt nhất hành tinh. Trứng cá tầm thường chỉ dành cho giới thượng lưu giàu có. Trên thế giới thì trứng cá tầm nổi tiếng nhất có xuất xứ từ Nga. Một trong những điều khiến cho trứng cá tầm đắt đỏ là do trung bình một con cá tầm phải có trên 20 năm tuổi mới bắt đầu có trứng. Quy trình lấy trứng cá tầm cũng rất khắt khe và nghiêm ngặt. Cá tầm cái hoặc bị giết trước khi lấy trứng hoặc dùng một số kỹ thuật đặc biệt để lấy trứng ra mà không phải giết cá. Đầu tiên là cá tầm được quét qua máy siêu âm để kiểm tra độ chín của trứng. Tiếp theo là người ta sẽ phải rất cẩn trọng trong quá trình sạch bụng cá. Bước lấy trứng cũng phải thật nhẹ nhàng. Các chuyên gia sẽ luồn tay phía dưới buồng trứng, giật đứt hẳn cuống ra. Sau khi đã thu hoạch buồng trứng, sẽ được sắt nhẹ trên những tấm lưới sắt để tách trứng. Vị trí thứ 6, quả trứng nhỏ nhất thế giới chỉ bé bằng hòn mi ve. Với kích thước chỉ nhỏ bằng hòn mi ve, quả trứng tí hon mà cô bé người Anh có tên là Shannon Hayes tìm thấy có lẽ sẽ chẳng đủ cho một bữa sáng, nhưng lại có thể giúp cô bé và con gà cưng của mình được ghi danh vào cuốn kỷ lục Guinness thế giới. Hiện nó được xem là quả trứng gà nhỏ nhất thế giới từng ghi nhận. Cô bé sống tại làng Cape Iwan Kamajenser, xứ Wales cho biết gia đình mình nuôi 7 con gà mái. Trong số trứng mà đàn gà đẻ ra thì Shannon phát hiện có một quả nhỏ hơn nhiều lần so với những quả còn lại. Lo sợ quả trứng tí hon kỳ lạ này sẽ bị đẻ vỡ nên cô bé đã đem ngay vào nhà. Kết quả sau khi đo đạc cho thấy quả trứng tí hon có chiều dài 1,8cm, tức là nhỏ hơn quả trứng tí hon hiện đang giữ danh hiệu quán quân của thế giới. Năm 2011, một người nông dân người Mỹ đã lên tiếng khẳng định rằng quả trứng dài 2,1cm của mình mới là quả nhỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, thì kỷ lục này sau đó đã bị đánh bại vào năm 2014 bởi một quả trứng khác do con gà mái có tên là Muffin sống tại hạt Somerset, Anh Quốc đẻ ra. Thứ 7, quả trứng gà kỳ lạ, hình dạng trông giống với cục phân. Những quả trứng gà thông thường có hình bầu dục, thế nhưng mới đây, cô Gierbekulo, một chủ trang trại ở Gelderland, Hà Lan, đã tìm thấy một quả trứng kỳ lạ có hình dạng chẳng khác nào cục phân. Đến lúc nhìn thấy hình dạng của nó, cô đã sợ hãi và đầu óc trống rỗng vì chưa từng nhìn thấy quả trứng nào như vậy. Theo Piet Korn, người phát ngôn của bảo tàng gia cầm Banivo, thì quả trứng mà cô Gierbekulo phát hiện khá hiếm và có hình dạng rất đặc biệt, đã không được nhìn thấy từ năm 1950. Còn theo Rick Van Emos, chuyên gia về trứng tại Đại học Nông nghiệp Warren Innan, thì cho rằng quả trứng lạ lùng có hình cục phân này có thể là sản phẩm của một căn bệnh gọi là bệnh Newcastle. Theo tìm hiểu, thì bệnh Newcastle là một bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng rất nhiều đến ngành chăn nuôi gia cầm vào những năm 1940 và 1950. Căn bệnh đã giết chết một số lượng lớn gia cầm ở Scotland và khiến người chăn nuôi khốn đốn. May mắn thay thì bệnh này chỉ khiến những loài gia cầm tử vong, còn đối với con người thì nó sẽ khiến người bị nhiễm, cúm nhẹ hoặc viêm kết mạc. Vì căn bệnh này mà những con gà của cô Gierbekulo được tiêm phòng bệnh, còn về phía quả trứng có hình thù kỳ lạ thì cô đã quyết định sẽ tặng nó cho bảo tàng gia cầm. Và ở vị trí cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đó chính là trứng bạch tuộc.
Trên màn hình mà các bạn đang xem đó là trứng của loài bạch tuộc. Những chú bạch tuộc thường đặt các quả trứng mềm trong suốt của mình trên những phần nhô ra của các tảng đá hoặc rạn san hô. Bạch tuộc cái đẻ hàng trăm nghìn quả trứng một lúc và sẽ ở lại bảo vệ chúng khỏi những kẻ thù hào đói đến khi trứng nở. Chính thời gian bảo vệ trứng trước khi nở rất dài nên bạch tuộc cái rất đói, có một số con đói đến mức ăn chính các xúc tu của mình để sống sót. Khi hàng ngàn chú bạch tuộc con nở ra, chúng được cho ăn các loài sinh vật phù du cho đến khi đủ lớn để có thể sống dưới đáy biển độc lập như những con trưởng thành. Còn về phía bạch tuộc cái thì thường bị các kẻ thù ăn thịt ngay sau khi rời khỏi ổ của mình, bởi vì sau thời gian dài trong trứng thì nó đã trở nên quá yếu để có thể tự vệ. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 8 quả trứng kỳ quái và lạ lùng nhất trong thế giới động vật rồi. Các bạn ấn tượng với quả trứng nào nhất? Hãy để lại ý kiến cho Thế Giới Diệu Kỳ cùng biết nhé! Đừng quên like, share, subscribe nếu thấy video này thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!